Rồi bán ở xô vét leo nữa các bạn. Rảnh quay clip chưa? Này cục cũ ra cục mới gắn rồi, cục này vơ 2. Vơ 2 kết nối máy tính lập trình. Thì không phải bán là xong, không phải bán gắn là xong các bạn. Còn cũng một cái yếu tố nữa là mình set TPS cho đúng với ông gà, đúng với xe nữa. Chứ phải gắn vô chạy được, ai cũng gắn rồi. Gắn vô chạy được, vẫn chạy được, nhưng mà các bạn không biết cái độ chuẩn nó phải lên set xét cái ống gà nè để cho đúng cái hành trình á, TPS á. Giờ mình mở lên nè, mở nguyệm lên. Rồi đó, con chuột chói quá. Không, nhiều chỗ bán cho bạn nó chỉ gắn thôi, nó không có xét TPS. Vậy gắn vô cho chạy chơi á nè, kết nối. Ok lên không? Đọc nè. Rất âu. Rồi. Tại vì mình bán ngoài cái việc bảo hành mà 6 tháng không á, mình còn phải lên kiểm tra lại cái TPS cho người ta. Rồi xong, qua đây. Nhiệt độ đang 72 độ nè. Bình nè, 12V, đúng. Ok. Đó. Cái này là trong bảng này đang đọc 0.8 3887, nhưng mà trong chiếc xe là 0.63, mát là nhiều. Mát là 3.89 đúng không? Đó. Còn cái mát ở trong đó là 3.87 mà 0.68 thì nó hơi lệch chút một chút. Nhưng mà mình muốn tối ưu thì mình cứ set theo cái xe. Bấm TPS su đi. Rồi xong dặn ống ga. Dặn nhiều lần vô. Đó. Nó gần bằng không? 3.84 mà 3.87. Ok, mình cho học nè. Học nè. Ok, quạt chỉnh này 45.0 nữa. Đọc đọc IPR. Nhiệt độ quạt 80. Rồi, 80. Ok, enter. Rồi. Xong. Coi RPM nhiều cục cao su về rồi em nó chưa mở, mình mở luôn. Này 10.500 phải không? Mở ra cho người ta, nhiều cục gắn vô không mở. Bởi nhiều người nói ủa sao mình mua về, như nhiều bạn tự lợi tiệm hay là cái đại lý nữa mua về tự gắn, nhưng mà không biết sử dụng máy tính mà vậy, mà mở cái cục đang ở 10.500 không biết mở tua là thua luôn. Đây mình gắn mình mở giùm luôn, mở hết luôn, muốn chạy nhiều vậy. 14.500. Rồi đề máy nổ. Xe hơi kêu cỏ chứ. Gân ti nó hơi nhỏ nè. Gân ti hơi nhỏ tác động lửa hoặc là mình dặn cái ốp gió ở dưới á là được. Rồi lên siêu rồi. Đó, chỉnh này tối ưu hơn siêu phải không? Thì bạn này có thay cái bô, đúng ra là phải canh lợi chút xíu cho chuẩn cái bô. Các bạn. Rồi, ok vậy thôi.